Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga dồn dập tấn công Chasovia, hình thành Avdiivka thứ hai. Theo kênh Rybar, trên hướng Bakhmut, lực lượng vũ trang Nga đã thành công trong việc đánh chiếm Bohdanovka và đang mở rộng vùng kiểm soát ở phía Chasovia, nơi Ukraine đang chuyển quân tiếp viện từ các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, dường như một Avdiivka thứ hai đã lộ diện. Kênh Jeroman xác nhận lực lượng Moscow đã tiến tới khu vực đồi cao và bây giờ họ kiểm soát toàn bộ Bohdanovka. Quân đội Nga cũng đang hướng tới Grigorovka ở phía bắc Chasovia. Theo kênh Surikamev, ở phía đông Chasovia, lực lượng Moscow tiếp tục tiến quân vượt qua Bohdanivka khi lực lượng Kiev rút lui về Kalinina từ trục này. Mặt khác, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát phần còn lại của các công sự phía đông tiểu khu Kanan và phần phía của núi Baba, bao gồm cả những công sự nằm ở chân núi này và phía tây bắc Ivanivske. Nga mở rộng vùng kiểm soát ở tây Avdiivka. Kênh Rybar đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tiến lên ở nhiều khu vực khác nhau dọc theo hướng Avdiivka. Tại thời điểm này, các mũi xung kích đang tấn công ở các vị trí quân đội Ukraine ở Semonovka và đã chiếm được một số đồn điền trong rừng ở phía tây Tonenke. Cùng với đó, các trận chiến đang diễn ra ở Bovoymaisky dọc theo hướng Donetsk và sau khi củng cố ở Voronezh, lực lượng Moscow đang tiến về Netanovo. Ukraine đã bị Nga chiếu tướng, tình thế khó khăn. Kênh Military Summary nhận định, chiến dịch tấn công quân sự mùa xuân của Nga đang diễn ra sôi nổi. Một số ngôi làng và thành phố lớn sắp thất thủ. Lực lượng vũ trang Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, và rất có thể họ sẽ không thể tìm ra cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Thông tin chiến trường mới nhất cho thấy, Bohdanivka, Chasovia đã thất thủ, trong khi đó Bilohorivka và Soledar sắp bị bao vây. Kênh Suryatmep cập nhật tình hình phía tây nam Donetsk cho biết, quân đội Nga nắm quyền kiểm soát các đồn điền mới ở phía bắc Novomikhailivka. Trong khi đó, kênh SGS xác nhận, trên hướng Ocherentinsky, lực lượng Moscow đã chiếm giữ một số bãi đổ bộ ở phía đông Novokalinovo. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga cố gắng tấn công 20 lần ở Novopavlovsk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 8 tháng 4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 48 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trên mặt trận. Đối phương phóng 3 tên lửa, thực hiện 76 cuộc không kích và 61 cuộc tấn công bằng pháo phản lực. Nga tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công theo hướng Novopavlovsk, Marinka. Báo cáo có đoạn, trong ngày, máy bay Ukraine đã tấn công 4 bệ phóng tên lửa phòng không và 7 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí trang bị của đối phương. Các đơn vị tên lửa đã phá hủy một hệ thống phòng không, 2 trạm tác chiến điện tử và 2 khu vực tập trung quân Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Orekhov, tức là Zaporizhia. Trên hướng Kubian, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công. Tại Kherson, đối phương không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine ra khỏi đầu cầu tả ngạn sông Dnieper khi tổ chức 3 trận tấn công bất thành, báo cáo viết. Lãnh đạo Anh, Pháp thảo luận tăng cung cấp đạn dược và phòng không cho Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc thảo luận và nhất trí tăng cường cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Văn phòng báo chí chính phủ Anh thông báo, về Ukraine, Thủ tướng và Tổng thống đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Họ đã thảo luận về các ưu tiên trong những tháng tới, đặc biệt là tăng cường cung cấp đạn dược, máy bay không người lái và phòng không cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo cũng cho biết họ mong đợi cuộc họp sắp tới đây của cộng đồng chính trị châu Âu tại Anh và cam kết hợp tác cùng nhau để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thành công nhằm giải quyết một loạt ưu tiên chung của châu Âu, đặc biệt là việc bảo vệ Ukraine, phát triển hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các nỗ lực chung nhằm chống di cư bất hợp pháp và tội phạm có tổ chức. Hai nhà lãnh đạo Sunak và Macron cũng đã thảo luận về tình hình ở Gaza và Trung Đông. Ngoại trưởng Pháp nói chuyện với quan chức Nga không còn có lợi cho chúng tôi. France 24 và RFI đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sejour cho rằng việc tổ chức các cuộc thảo luận với đại diện Nga không còn có lợi cho Paris vì Moscow đang bóp méo nội dung của cuộc đối thoại đó. Theo ông Sejour, hiện tại, chúng tôi, Pháp, không có lợi khi thảo luận với các quan chức Nga vì các thông cáo được công bố và các thông điệp được đưa ra đều bị bóp méo. Ông gợi ý rằng để nối lại với đối thoại Moscow, có lẽ trước tiên cần phải thiết lập niềm tin và trước hết là phải xem xét những diễn biến trên mặt trận quân sự ở Ukraine để có thể khôi phục mối quan hệ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, điều này vẫn chưa xảy ra. Bình luận về cuộc liên lạc chính thức mới nhất giữa các quan chức Nga và Pháp ở cấp độ quốc phòng, ông Sejour cho rằng truyền thống hợp tác lâu dài với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố hiện đã đi vào ngõ cụt. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên như vậy kể từ tháng 10 năm 2022, chủ yếu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow vào ngày 22 tháng 3. Sau cuộc nói chuyện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố rằng trong cuộc trò chuyện giữa hai Bộ trưởng Lecornu và Shoigu, sự sẵn sàng đối thoại với Ukraine đã được ghi nhận. Đáp lại đại diện chính phủ Pháp gọi tuyên bố này là sai sự thật. Các cuộc tấn công của Nga nhằm khiến dân thường không thể ở Kharkov. Economist ngày 7 tháng 4 dẫn các nguồn tin quân sự Ukraine giấu tên viết rằng
Việc Nga leo thang các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Kharkov nhằm mục đích biến thành phố này thành một vùng xám không thể sinh sống đối với dân thường. Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa, bom lượn và máy bay không người lái, được cho là đã phá hủy gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov nói với The Economist rằng thành phố của ông không có ý định bỏ cuộc. Ông chỉ ra rằng Kharkov đã trải qua tình thế tồi tệ hơn khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện, khi chỉ có 300.000 cư dân ở lại thành phố trong tổng số hơn 2 triệu người. Làm sao bạn có thể biến một thành phố như thế này thành một vùng xám? Mọi người sẽ không rời đi, bởi vì họ đã rời đi rồi quay lại, họ đã bị tra tấn đủ rồi, ông Terekhov nói. Việc bảo vệ bầu trời trước các cuộc tấn công của Nga ngày càng khó khăn khi viện trợ của Mỹ, nguồn cung đạn dược phòng không then chốt đã bị mắc kẹt tại Quốc hội trong nhiều tháng. Kiev đã kêu gọi các đối tác của mình tìm thêm nguồn cung cấp phòng không và thiết bị năng lượng để vượt qua các cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Trong khi mục tiêu chính xác của Nga đối với Kharkov vẫn chưa được xác định, các quan chức Ukraine cho biết một cuộc tấn công quân sự toàn diện khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Kharkov được bảo vệ trong tình huống như vậy. IAEA xác nhận 3 cuộc tấn công trực tiếp vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Kiev Independent đưa tin, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 7 tháng 4 cho biết, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA xác nhận cấu trúc bảo vệ lò phản ứng chính của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã hứng chịu ít nhất là 3 cuộc tấn công trực tiếp. Đây là cuộc tấn công đầu tiên được xác nhận kể từ tháng 11 năm 2022, khi ông đưa ra 5 nguyên tắc cơ bản để tránh một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng. Ông Grossi nói thêm, không ai có thể được hưởng lợi hoặc nhận được bất cứ một lợi ích quân sự hoặc chính trị nào từ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Đây là điều không nên làm. IAEA tuyên bố rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra tác động vật lý tại 106 lò phản ứng của nhà máy và một người thương vong. IAEA viết, thiệt hại tại tổ máy số 6 không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân, nhưng đây là một sự cố nghiêm trọng có khả năng làm suy yếu tính toàn vẹn của hệ thống bảo vệ của lò phản ứng. Trước đó cùng ngày, nhà máy điện đã thông báo cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế rằng một máy bay không người lái đã phát nổ tại khuôn viên của nhà máy. IAEA không rõ ai là phóng máy bay không người lái. Trong một tuyên bố cung cấp cho Ukrainska Pravda đưa tin, người phát ngôn của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Ukraine không liên lạc đến vụ nổ máy bay không người lái tại nhà máy điện hôm ngày 7 tháng 4. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia lớn nhất ở châu Âu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 3 năm 2022. Các nhóm IAEA đã luân phiên giám sát tại cơ sở này kể từ tháng 9 năm 2022. Đức đã cử những binh sĩ đầu tiên đến Litva theo thỏa thuận giữa hai nước. Vào tháng 12 năm 2023, Đức và Litva đã ký lộ trình triển khai lữ đoàn Đức tại Litva. Thỏa thuận mới giữa Đức và Litva sẽ dẫn đến việc quân đội Đức phải triển khai lực lượng thường trực ở nước ngoài, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Theo thỏa thuận, Đức sẽ tiến hành triển khai một lữ đoàn gồm tổng cộng gần 5.000 binh sĩ ở sườn phía đông của NATO. Lữ đoàn này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027 và phía Litva sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng cho lữ đoàn. Litva là quốc gia nằm giáp với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Phản ứng về động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo kế hoạch triển khai quân đội thường trực của Đức tại Litva sẽ khiến căng thẳng leo thang và điều này sẽ khiến Moscow phải có các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh. Liên minh châu Âu EU ngày 8 tháng 4 đã đạt được thỏa thuận tạm thời mới về việc mở rộng các biện pháp thương mại tạm thời đối với phía Ukraine. Theo đó, EU sẽ đình chỉ thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với việc xuất khẩu nông sản của Ukraine sang EU thêm một năm nữa, cho đến ngày 5 tháng 6 năm 2025 để hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này vẫn chưa hạ nhiệt. Các biện pháp tự do hóa thương mại đơn phương này sẽ giúp ổn định nền kinh tế Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho nước này từng bước hội nhập vào thị trường nội địa của EU. Bên cạnh đó, nếu có sự gián đoạn đáng kể đối với thị trường EU hoặc thị trường của một hoặc nhiều quốc gia EU do hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, quy định đảm bảo việc Ủy ban châu Âu có thể hành động nhanh chóng và áp đặt bất kỳ biện pháp nào được cho là cần thiết để bảo vệ nông dân EU. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nối lại việc xem xét đơn xin gia nhập Liên Hợp Quốc với tư cách thành viên đầy đủ của Palestine và quyết định chuyển thủ tục này tới Ủy ban kết nạp thành viên mới mà không hề có ý kiến nào phản đối. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas tại Gaza vẫn tiếp tục lâm vào cảnh bế tắc. Phái đoàn quan sát viên thường trực của Palestine ngày 2 tháng 4 đã gửi thư cho Tổng thư ký Antony Guterres đề nghị Liên Hợp Quốc một lần nữa xét đơn của Palestine xin gia nhập tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh với tư cách thành viên chính thức. Palestine đã nộp đơn đăng ký trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc từ năm 2011, song đến nay vẫn đang chờ xử lý, vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên chưa đưa ra quyết định chính thức. Tại thời điểm hiện nay, bên cạnh nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại giải Gaza, áp lực toàn cầu đòi hỏi phải nối lại nỗ lực thực hiện giải pháp hai nhà nước với một nhà nước Palestine độc lập cùng Israel.
cũng đang ngày càng gia tăng. Chúng tôi hy vọng sau 12 năm kể từ khi chúng tôi thay đổi tư cách thành quốc gia quan sát viên, Hội đồng Bảo an sẽ nâng cao khả năng thực hiện sự đồng thuận toàn cầu về giải pháp hai nhà nước bằng cách thừa nhận nhà nước Palestine là thành viên đầy đủ. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Israel thông báo đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Hôm nay, tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Trước hết là thả tất cả con tin và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di rời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho Gaza. Trong nhiều ngày qua, cộng đồng quốc tế đã liên tục bày tỏ quan ngại rằng việc Israel triển khai chiến dịch tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa. Trong khi đó, theo tiết lộ của một quan chức phong trào Hồi giáo Hamas, vòng đàm phán tại Cairo về ngừng bắn ở giải Gaza không đạt được tiến triển nào. Thông tin này trái ngược với thông tin mà kênh truyền hình Al-Kahira trước đó cho biết, đàm phán về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đã đạt được tiến triển sau khi các bên tham gia nhất trí về những điểm cơ bản. Iran ra điều kiện với Mỹ để không đáp trả vụ tấn công đại sứ quán ở Syria. Iran sẽ không đáp trả cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán nước này ở Damascus nếu Mỹ đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đề xuất được đưa ra khi cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo. Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ sẽ không đáp trả cuộc không kích khiến các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC thiệt mạng ở Damascus nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trang tin Jerusalem Post của Israel ngày 8 tháng 4 dẫn nguồn tin từ tờ Jadet Iran cho biết. Hãng tin trên dẫn một nguồn tin ngoại giao Ả Rập tên cho biết, nếu Mỹ thành công trong việc kiềm chế tình hình, đó sẽ là một thành công lớn với chính quyền Biden và chúng tôi có thể hành động dựa trên điều đó. Thông tin này được đưa ra khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin được nối lại giữa Israel và Hamas ở Cairo, Ai Cập và khi Israel tiếp tục chuẩn bị cho một phản ứng tiềm tàng sau cuộc không kích ở Damascus mà Syria và Iran đổ lỗi cho Israel. Cuộc không kích nhắm vào lãnh sứ quán Iran ở Damascus hôm ngày 1 tháng 4 khiến hơn 10 người thiệt mạng, trong đó có chỉ huy IRGC Mohammad Reza Jahedi, quan chức chính của Iran chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Syria và Liban. Kể từ cuộc không kích, Iran đã liên tục đưa ra lời đe dọa về phản ứng cứng rắn đối với Israel. Truyền thông Mỹ đưa tin, tình báo Mỹ và Israel cho rằng Iran có thể nhắm mục tiêu trực tiếp vào Israel bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử. Các báo cáo cũng chỉ ra rằng hành động đáp trả có thể diễn ra vào cuối tháng Ramadan. Tham mưu trưởng quân đội Israel Haji Halavi hôm ngày 7 tháng 4 nhấn mạnh rằng Israel biết cách đối phó với Iran. Ông nói, chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Chúng tôi có hệ thống phòng thủ tốt và biết cách hành động mạnh mẽ chống lại Iran ở cả những nơi gần và xa. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác chiến lược trong khu vực. Theo nhận định của mạng tin Iran International ngày 8 tháng 4, đúng là chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn đang chịu phải nhiều áp lực tìm ra giải pháp cho việc Israel tấn công không ngừng vào Gaza, chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ lệnh ngừng bắn, ít nhất là ở trong nước, nơi một số cuộc thăm dò cho thấy con đường khó khăn phía trước đối với chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden trong cuộc đối đầu tiềm năng với ông Donald Trump. Về phía Iran, nước đang mong muốn giảm nhẹ các lệnh trừng phạt và đã bị lôi kéo vào nhiều cuộc chiến ủy nhiệm trong khu vực, đang làm tốt bằng cách kiềm chế trả đũa Israel và khiến Mỹ bớt tức giận hơn. Trong khi đó, tờ Al Jazeera có trụ sở tại Kuwait đã trích dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố rằng đề xuất mới nhất của Washington đối với Tehran thông qua trung gian hòa giải là Thụy Sĩ là đề nghị đàm phán trực tiếp với Tel Aviv để đạt được sự hiểu biết chung nhằm giảm căng thẳng trong khu vực. Vâng thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu người đạo Hồi ở Indonesia sẽ kết thúc tháng nhịn ăn Ramadan và đón mừng ngày lễ lớn Eid al-Fitr. Dòng người khổng lồ từ các thành phố lớn đã tham gia vào làn sóng di chuyển về quê để chuẩn bị đón ngày lễ linh thiêng này. Các tuyến đường thu phí, ga tàu hỏa, bến xe buýt, cảng hàng không và các cảng biển đang phải hoạt động hết công suất. Lễ hội Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng Ramadan mà người Hồi giáo tham dự hàng năm sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 tới. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, các ngã đường ở Indonesia đã tắc nghẽn nghiêm trọng. Bộ Giao thông Vận tải Indonesia dự đoán trong năm nay sẽ có khoảng 193 triệu người thực hiện các chuyến di cư về quê, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi bắt đầu di chuyển từ khoảng 9 giờ tối qua và giờ chúng tôi đã bị mắc kẹt hơn 13 tiếng trên đường cao tốc. Tôi hy vọng có thể sớm thoát khỏi tình trạng này. Trong những ngày vừa qua, các khu chợ ở Indonesia,
các khu chợ ở Indonesia cũng nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn khi cộng đồng Hồi giáo lớn thứ hai thế giới chuẩn bị cho ngày lễ linh thiêng. Người dân chen chúc xếp hàng tại các quầy bán thực phẩm, quần áo để mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ. So với vài tháng trước thì số lượng khách mua hàng tăng lên rất nhiều. Tôi nghĩ rằng doanh số có lẽ tăng khoảng 50%. Theo một khảo sát do Bộ Thương mại Indonesia tiến hành, nhu cầu gạo tại Indonesia dự kiến tăng hơn 45% trong tháng Ramadan và lễ Eid al-Fitr. Chính phủ Indonesia đưa ra một số biện pháp đảm bảo cung ứng bình ổn giá gạo, như gia tăng hạn ngạch nhập khẩu gạo, hỗ trợ gạo miễn phí cho người nghèo, phân phối gạo tới các cửa hàng bán lẻ hiện đại, các siêu thị và chợ truyền thống.